Venus. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Như quý vị và các bạn đã chứng kiến, chúng tôi đã mang từ đất nước Việt xa xôi về đây những chàng trai, những cô gái với điệu nhảy polka. Đây là một điệu nhảy rất nổi tiếng của nhân dân Việt. Đây là chàng Pháp Em của chúng tôi. Và đây là cô Irina. Anh này là anh Andre. Và cô này cô Natasha. Ví dụ thế, tôi sẽ giới thiệu với quý vị rất nhiều khách quý chúng tôi. Và từ đầu đến giờ thì quý vị đã được thưởng thức những chương trình nghệ thuật hết sức hấp dẫn và đặc sắc.